Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá thanh long tại Miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con là giá thanh long vẫn đang trên đà giảm đó bà con ha. Giá cũng tương đối là thấp so với những ngày trước đó. Thì hiện tại thì như kênh cũng đã từng chia sẻ với bà con là ngoài thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hiện nay một số nơi bà con mình đang nhân rộng diện tích trồng thanh long vàng ruột trắng ha bà con. Đó, cái vỏ vàng rất là đẹp. Và nếu như bà con để ý thì bây giờ mình đi ra chợ hay là đi siêu thị thì mình cũng đã thấy một số nơi là có bày bán mặt hàng thanh long này. Và theo ghi nhận thì chất lượng của trái thanh long này ngon, ngọt, vỏ mỏng và cho hiệu quả năng suất cũng cao. Tuy nhiên với bất kể một mặt hàng nào cũng vậy, khi mà chúng ta nhân rộng diện tích lên quá nhiều và dẫn đến lượng cung cao hơn nhu cầu thì chắc chắn nó cũng sẽ làm ảnh hưởng về mức giá. Cho nên là bà con mình cũng cân nhắc, tìm hiểu, tham khảo thị trường và đưa ra những cái kế hoạch cụ thể ha bà con ha. Còn quay trở lại tình hình giá thanh long ngày hôm nay thì so với hôm qua là không tăng không giảm nha bà con. Ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 10 cho tới 12 ngàn là loại 1 nha bà con. Loại 2 là từ 5 đến 7 ngàn. Loại 3 là từ 2 đến 4 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 14 cho tới 18 ngàn đồng. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 20 ngàn, 19 ngàn và 18 ngàn. Bò sàng là 18 ngàn, 17 ngàn và 16 ngàn. Hàng giạt từ 4 đến 5 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ loại 1 từ 10 cho tới 12 ngàn. Loại 2 từ 5 đến 7 ngàn đồng. Loại 3 từ 2 đến 4 ngàn đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tại vựa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh và có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin. Xin kính chào.